Hôm nay mình sẽ làm món gà kho gừng các bạn nhé. Nguyên liệu ở đây mình rất là đơn giản thôi. Mình chuẩn bị là có hành này, hành tím hoặc là hành tây này, băm nhỏ này, xả băm nhỏ như các bạn nên băm sợi dài này ăn sẽ ngon. Một bát nước mắm này và một bát đường này. Ở đây khoảng 5 thìa đường và 5 thìa nước mắm và khoảng 600g thịt gà phần đùi gà mình chặt thành những miếng vừa ăn. Bây giờ mình bắt đầu đi chế biến các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình thêm một cái chảo như thế này. Mình sẽ cho dầu ăn vào. Và mình cho đường vào. Dầu ăn mình cho khoảng 3 thìa. Và mình cho cái phần đường mình đã chuẩn bị lúc nãy. Mình vào mình tạo làm màu nước màu. Khi mà đường chuyển sang màu vàng cánh gián thì mình sẽ cho hành và gừng vào xào. Rồi sau đó mình cho thịt gà vào xào và lên nếm gia vị lại. Và các bạn xào gà kho gừng này xong thì mình sẽ phải đậy vung lại và om trong khoảng 20 phút hoặc là 10 phút tùy cái gà già hay gà non. Khi mà gừng khi mà đường chúng ta chuyển sang màu vàng cánh gián này, mình sẽ cho luôn hành và gừng vào xào và thịt gà vào xào các bạn nhé. Mình sẽ xào săn thịt gà lên. Rồi sau đó mình sẽ cho phần bát nước mắm vừa nãy vào mình om. Mất mấy giây lúc mà đường mình tạo nên màu mình không quay cho nên các bạn mình mất cái đoạn đấy các bạn để ý một chút nhé. Là khi mà đường chuyển sang màu vàng cánh gián này mình cho luôn hành với gừng vào xào và thịt gà vào xào luôn như thế này. Khi mà thịt gà của mình săn lại như này rồi thì mình sẽ cho cái bát nước mắm nãy vào. Bác Lũ, bây giờ khi bát nước mắm vào xong rồi mình sẽ đậy vung lại khoảng 5 phút. Đậy vung lại 5 phút để cho gà ngấm gia vị. Và sau đấy 5 phút sau mình sẽ đảo một lần nữa và đậy thêm 5 phút nữa. Sau khoảng 5 phút mình sẽ đảo lại gà nhé. Và mình lại đậy thêm 5 phút nữa cho cái mặt sau của gà của chúng ta ngấm gia vị. Khi mà ăn thì các bạn có thể lêm nếm lại gia vị xem gà của chúng ta đã vừa miệng chưa. Trước khi tắt bếp ấy. Ý mình là trước khi tắt bếp. Rồi bây giờ mình sẽ đậy vung thêm 5 phút nữa. Các bạn đậy vung và cho lửa thật to nhé để thịt gà của chúng ta không bị lát ấy. Vì đây là mình không phải mua gà ta. Rồi, khoảng 5 phút thì mình đậy vung mở vung ra lần nữa là 5 phút lần 2 rồi. Bây giờ các bạn xào lại thịt gà để cho thịt gà của chúng ta khô hơn, và sánh hơn. Rồi sau đó mình sẽ cho hành lá vào là tắt bếp là được thôi. Gia vị thì mình thấy vừa rồi. Bây giờ mình sẽ xào khô hơn. Nêm nếm lại gia vị nhé các bạn nhé. Vừa miệng rồi. Chỉ cần xào khô là được. Xào khô để sánh hơn thôi. Cầm nước sốt như này là được rồi. Bây giờ mình sẽ cho hành lá vào. Hành lá thì mình sẽ cắt thành những đoạn dài thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Phần củ này thì mình chẻ đôi ra. Bây giờ mình đảo và mình tắt bếp là được rồi. Rồi đấy, để bày ra đĩa nha các bạn nhé. Nhìn rất là ngon, hấp dẫn đúng không?
bây giờ mình sẽ gấp gà ra đĩa và mình dưới cái phần nước sốt lên trên nhé. Món ăn này làm rất là đơn giản nhưng mà ăn rất là ngon các bạn, cả nhà đều thích luôn. Khi mà gấp xong này rồi mình sẽ dưới cái phần nước sốt lên. Rất là ngon đúng không các bạn? Đây là mình đã xong món gà kho gừng rồi đấy nhé.